Yo, babe. Oh, baby. Oh, yeah. Viết một câu, mọi người thống nhất chủ đề đi, là chủ đề gì này? Chủ đề à? Ở đâu viết một câu? À, mình nghĩ ra cái gì thì mình viết thôi, để cho người ta muốn vẽ cái đấy. Ví dụ như kiểu là... Ờ không, bình thường mình nghĩ cái bình thường, ví dụ đàn gì ta. Mấy mùng các kiểu gì đấy mà. Cây hoa hùng các kiểu. Tại vì vẽ tự do đi chứ một chủ đề dễ bị chơi trùng lắm á. Đúng rồi. Giống kiểu hồi bữa chơi cái trái cây thôi mà tầm 10 người mà hết 5 người giống nhau rồi. Nên là gì cho chủ đề này đi, tự do đi. Gì mà người ta vẽ được là được. Nhưng mà nó là một câu luôn đúng không? Ờ em xong rồi nhá, em xong rồi ạ. Một vật hay gì đấy đều được chú ạ. Em xong rồi ạ. Cái chủ đề của em rất là dễ vẽ. Cái gì đây? Thì vẫn đấy. Rồi vẽ nào. Ai ác vậy? Ôi. Ở bao nhiêu giây mọi người? Ờ bao nhiêu giây đấy? Mọi người xong thì cứ bấm xong thôi, chỉ xong thì cứ bấm xong thôi. Ồ thế nhờ. Mọi người có thể viết cái gì mà có thể vẽ được không? Làm sao để bách lại nhờ? Có cái mũi tên ở bên đây. Ăn dết á, ăn dết á. Con kiến có mấy chân vậy mới nè. Nói 8 chân chứ đâu mà. Sao nhìn tôi buồn cười á. Ôi sắp hết giờ rồi. Daddy. Hết giờ rồi. Ôi trời ơi. Oh no. Làm sao lại cho nước nó đổ lại. Ôi không đổi. Không đổi kịp màu rồi, alo. Ôi kìa. Rồi. Vẽ lại á, ơ. Ờ có bấm xong chưa? Hay là nó ơ nó chọn nhiều cái à? Phải vừa vẽ lại vừa ra ra nhỉ? Đúng rồi chị ơi, đây là chị vẽ lại cái của người khác. Vẽ giống hệt cho người cuối cùng đoán. Trời ơi. Thế rồi. Thế à? Thế đã. Anh thơ thì vẫn thơ. Ôi khó thế nhờ. Phiền mà. Người đã nói chia tay người ta mất rồi. Quên nào nhở, quên báo rồi. Đấy, cái giống gì tôi đấy. Đầu tư hơn rồi đấy. Thấy không, cái đầu tư không? Quá đấy nhở? Ai biết này không nhở? Quá thật sự không hiểu. Thank you.
à? Đấy, vẽ giống y hệt rồi đấy nhá. Rất là y hệt người vẽ trước rồi đấy. Thật sự. Cậu vẽ cái mặt ra cho chú dễ cơ. Dạ. Không thể giống hơn được nữa rồi đây này. Rất giống này, em vẽ là cực kỳ luôn, như một bản sao. Đúng rồi. Nhưng mà mình vẽ đơn giản thôi, mọi người. Mình không cần phải vẽ cái giống 100% đúng không? Đúng rồi, vẽ làm thế nào cho người sau hiểu được vẽ lại. Còn nếu không biết thì vẽ giống, không hiểu nó là gì. No hốp thế nhỉ? Xong chưa ấy nhỉ? Mọi người xong chưa vậy? Bấm hốp tôi chẳng biết mơ hay thật. Ơ kìa, cái gì đây? Cái gì đây? Thật hả? Không muốn vẽ lại con này được không? Trông cái kiểu gì ấy? Nó cái ngoài hành tinh ấy. Thề luôn đây là vẽ giống y hệt đấy nhá. Nhìn mà không ra là cái gì luôn á, sao vẽ? Hay vẽ vậy trời. Không ra cái gì thì anh copy cái trước này. Rồi, vẽ như nào nhở? Quên rồi. Nào nhở? Nhiều khi chỉ cần biết nó là cái gì cũng chỉ vẽ. Đây. Rồi. Thắc mắc mỉm cười lòng chợt bâng khuâng, tôi chẳng biết mơ hay thật. Nhưng chẳng phải đơn giản chỉ là mình tò mò cái màu đen ở giữa cái bụng với con này là gì ấy nhỉ? Chết rồi, xe này là như nào nhỉ? Là sao ta? Vậy tôi biết là nếu như người không biết vẽ thì cái trò này là nó miêu tả đúng với những gì mà hệ thống giáo dục mà họ vẽ mình tập vẽ. Ê, có vẻ y hệt người trước đi chứ. Tê. Hay cái em đúng lắm rồi đấy. Mà còn đẹp hơn cái bản trước. Ghê vậy. Nhìn mà không ra thì thôi. Tiềm năng đúng rồi. Này đẹp lắm rồi đó. Trời ơi. Này là có cái bụng màu đen để nó vô lý. Phải như này không nhỉ? Ơ. Ơ kìa. Con gì đây? Đây? Cái gì đây? Hình như em gặp cái chị Bảo bên đây chị. Chị chẳng chị hiểu cái này là cái gì Vinh ạ. Đây này tao lại đang có một cái. Chết rồi, cái này là cái gì vậy? Có gì? Oh no. Oh no. Oh no, no 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 no. Oh. Yêu. Yêu ơi. Con thấy là có gì? Chết rồi. Tôi nghe giọng kìa. Con gì hả? Thì khó thế. Ủa, mình thấy cái sai sai ấy ta. Nghi ngờ trình độ vẽ vời thế nhở. Tôi hỏi chú sâu xanh là có gì mà thích chú sâu cười khúc khích. Thích đâu cần lý do. Đây để vẽ con sâu nằm trên chiếc lá rồi. Nghĩ cái gì thì vẽ cái đó vậy. Hình như chị vẽ cái lá của em đó. Ừ, với con sâu nó vẽ như nào hả mày? Uốn nhau. Chị nghi ngờ trình độ vẽ vời của chị quá.
Ủa nó giống con gì, chị vẽ giống mày luôn đi Minh ạ. Đấy em đang vẽ, còn lúc nãy chị vẽ này có cái gì ở bụng. Nó phải không nhở? Chết nữa luôn ý. Phải câu này không nhở? Thế đấy à, mẹ lộ mất là mình vẽ xấu ạ, đúng đời. Không đẹp mà. Ờ, được, mình vẽ trò này đây. Mọi người ơi, đây là con sâu. Ui đừng hết giờ, đừng hết giờ, con sâu nó có râu không vậy? Alo. Nó giống mà. Nó là con này mà. Ê, chị không biết vẽ. Lộ mất là mình không biết vẽ rồi, oh no. Lộ bài rồi, lộ rồi, oh no. Chết mẹ, em vẽ xong em nhìn nó giống con lười hơn. Ừ, giống mà, nãy nó giống con này mà. Sao vậy? Ui. Kìa. Ý ảo thật đấy. Ờ. Tại sao nó lại như thế nhở? Tại sao nó lại dang chân như thế này hả bạn? Tức là con mèo bay đúng không? Mèo bay. Mình biết là chú thấy một cái hình nó chú biết chắc à? Chắn là trái cây tại vì là nó có màu sặc sỡ và nó có một cái cuốn màu xanh lá. Nhưng mà đứa nào vẽ cái trái cây này nó giống như cái bãi nôn vậy à. Yêu. Thề. Tôi không bê được rồi. Ôi, không sao cả. Không sao hết. Ui. Ui. Có thể nó là con trong này. Có thể nó là con này. Tranh. Thế tranh này tâm hồn của mình nó lệch lạc vậy. Giống không gì? Oh no. Thế chơi cái này kiểu bị khó thế à? Tốn bà đà thế nhở? Con này không nữa nhưng mà cũng dễ như mình nghĩ. Giống con kia hơn. Chơi khủng khiếp. Mà giống con kia hơn. Đúng đấy. Khó quá, khó quá. Cái con hồn đạnh nó giống con mèo bay. Ây à. Sâu trên lá. Gì á? Chân bắt đầu nghi ngờ về những gì mình vẽ. Sâu mọi người ạ. Chết mẹ rồi, đi cạnh rồi. Sâu đầm trên lá đúng không? Đấy, nghe thằng Long cười tôi thấy không ổn rồi. Đập ơi đã xa rồi còn đâu mối tình xưa vắng như một những vất vả ngày ấy cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi. Quay theo những khoai phóng xe. Ôi xoài ơi, để vẽ giống y hệt rồi đấy nhá. Không phải do mình vẽ xấu đâu. Đúng. Đúng là như thế. Mọi người vẽ nhanh lên để còn dành thời gian để sóc cho bức ảnh tiếp theo nữa. Ô. Cái gì vậy chú? Thế là cái về sau nó nhanh dần lên là vì nó hết thời gian hả chú? Không, vì mình bị sóc vì nhìn tấm hình nè.
đều quay đều. Quá thế nhở? Sao nó vẽ nhanh quá vậy? Ờ em ổn không? Em không ổn. Nó lặng yên căng ngắc, lặng yên vầng trăng thế nhỉ? Em không ổn lắm chị ơi, cứu em với. Chị còn không thể nào mà cứu được chính mình. Trời ơi. Mới có 7 trên 14 thôi, chúng ta mới trải qua một nửa chặng đường thôi. Oh no. Oh no. Thế luôn. Và này lúc mà nó ra tranh nó không biết là ai vẽ đâu đúng không? Không 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 biết chị. Không đấy. Biết kết quả biết chị, lúc này kết quả biết. Kìa. Sẽ hiện đó. Kìa. Nó vẫn hiện à? Cày thế nhở? Ố cái này cái cơ thích lắm này. Cái này em thích hả? Là cái gì chị? Ừ. Rồi tí nữa sẽ biết. Đây là theo hình vẽ chứ. Em nhớ cái này em vẽ rồi mà ta. Đây thì chắc là you shoot me down, bang bang. Ủa thế à? Không biết là cái gì luôn đấy. Ui. Thì mình bắt đầu nghi ngờ khả năng vẽ vời của mình rồi đấy. Bang bang. Mình đã không quên bao giờ. Trời ơi. Không thể tin được. Mọi người sẽ biết mình không biết vẽ. Và thế không có ai biết thế. Vẽ đâu hả chị? Bởi vậy em mới cần chị đi học vẽ cho mẹ em đấy. Ok, ra đi làm tí. Tăng cường khả năng hội họa của bản thân quá. Để chống thất vọng quá. Trời ơi. Thật sự ấy. Ui. Thế luôn. Thật sự đấy. Thôi cứ vẽ đại đi. Tại sao mọi người lại có thể vẽ nhanh như thế nhỉ? Đại thôi. Không được rồi. Không được rồi. Không. Mình có thể bỏ qua kết quả được không? Chị cũng chị chết mất. Em nghĩ là nó hơi có gì đấy. Ờ. Ủa. Gì đây? Ờ. Má con gì đây ạ? À? Ủa? Vậy đây phải cái cây ông ta? Cái điều gì đây? À, em hiểu luôn đấy. Cái này... Oh no! Trời ơi! Cái gì đây? Ủa, vẽ nào nhỉ? Ôi vẽ thật nhanh nên thời gian có vẻ nhanh quá rồi. Ui thề luôn tập trung nhở. Như nào ấy à. Ừ ý. Kiểu bị căng thẳng nó như hơi... kiểu đi thi. Mọi người đang tập trung quá đấy. Nãy không biết là nhìn thấy con gì đó. Con khỉ ấy đó. Ôi trời ơi. Khó vẽ thật sự. Mẹ không biết là nhìn thấy con gì đang trèo lên cái gì luôn. Chắc là con khỉ. Cây này chắc chỉ có khỉ trèo thôi. Biết đâu con chó sao chị? Ừ,
Rồi tự nhiên nghi ngờ biết khỉ đục tai, vẽ cái tai vào vậy, cái tranh kia lại không thấy. Cũng khi đó là con chó hay sao, mình đâu biết được chị. Ừ. Con chó. Ừ. Cứ vẽ tai vào ai đoán là có gì thì đoán đúng không? Không được rồi. Không ổn chút nào. Một loài động vật gì đó. Oh no. Oh my god, Nick. Cứu tôi. Cứu tôi. Này, ai mà nhìn thấy cái tranh này chắc cũng không biết là con gì. Thôi kệ đi. Chết rồi. À, cứu. Không được rồi. Cái gì đây? Không có thời gian vẽ nữa, chết tập qua đây. Ủa? Mày trông quen đấy nhở? Cái này ai vẽ vậy trời ơi, là cái trời, cái gì vậy? Hình như là cái chú Đôn nói là giống bãi nôn gì. Chú ơi. Đúng không? Mọi người ơi, cái gì vậy? Thứ nhất là đúng, thứ hai là cái đó không phải chú vẽ. Cái gì vậy? Trời ơi là trời. Mọi con vẽ y chang vậy, con sẽ copy bắt vậy. Thì đâu nhỉ? Khó thế nhở? Tao không hiểu đây là cái gì luôn đấy. Không hề khó, không hề khó. Vẽ giống như ủa ta. Thế cái đây là cái gì nhở? Là khó nữa. Nhưng mà chỉ cần vẽ giống y hệt thôi mà đúng không? Đúng rồi. Ok. Thêm chữ mèo vào cho nó giống y hệt này. Sao giống như chị đang vẽ cái em vừa mới vẽ vậy? Nó cứ cái kiểu gì. Nhưng mà cái màu tím tím này nó có cái lá không ta? Sáng tạo à? Vậy là chấm hết rồi. Không biết là cái gì luôn ấy. Khó thật sự. Tất cả đồ xuống sóc lòng thầm mong. Cái này là trái gì? Thầm mong. Không hiểu luôn ấy. Nghe tiếng chuông này sợ vãi. Thì đúng kiểu đang nộp bài kiểm tra. Hay sợ thật sự. Tôi không muốn đâu. Tôi không muốn nhìn nghe thấy cái tiếng chuông này đâu. Sắp rồi này, sắp qua bài mới này. À, mình còn bao nhiêu cái nữa thì mình mới xong hả chị? 4 đợt. 4 chiếc. Ôi, ừ. Ôi kìa. À. Trời ơi, tao biết tao vẽ cái gì rồi đấy. Mày vừa nói cái gì? Cái gì cộng cộng xanh xanh? Em không biết đâu, em không biết đâu. Em không biết cái đấy là cái gì luôn đấy. Rồi, chị sẽ vẽ giống y hệt. Được chị ơi. Thế... được rồi, y hệt này. Ủa, tại sao lại có hai cái giống nhau với người ta? Không biết anh ơi. Nhớ vẽ rồi mà. Miên man. Thật hả? Tò mò với cái này thế nhở? Chỉ cần vẽ giống người trước. Trời ơi, vẽ bằng cái con chuột này. Thật là trầm cảm. Một tranh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân. Nhiều cánh én cũng không làm nên mùa xuân. Quá là trầm cảm. Ôi trời ơi, cái trò này. Biết thấy ngày xưa học vẽ chăm hơn. Vậy à chị? Cũng vậy đó chị ơi. Nhà nếu biết có một ngày phải chơi trò vẽ này cho nhiều người nhìn thấy thì mình sẽ học hành chăm chỉ. Giờ lộ bố đó trình độ. Gì nhỉ? Này đâu nhỉ?
Sao mình không được chọn nhiều màu nhỉ? Sao nó lại bị hở nhỉ? Chết rồi. Khổ quá, khó à. Chú ơi, chú còn tỉnh táo không? Trời ơi. Đồ cảm thấy chơi giờ này, chú đồ cảm thấy giờ này già hay mấy tuổi nữa. Không ngờ chú làm. Chú đồ bây giờ là chỉ có nghỉ dưỡng và gọi là về hưu thôi mà chú đồ cho chú đồ chơi giờ này xong rồi. Nhưng mà sau khi nhìn cái tấm vẽ không thì cũng không khác thế hệ trước là mấy. À, ông to được này. Tranh gì có ba dấu hỏi chấm này. Ơ tôi nghe quen thế nhở Minh Lương nhở. Cái chị cũng vừa ba dấu hỏi chấm ấy. À ồ thật đấy. Tại có đứa ba dấu hỏi chấm nên chị cũng ba dấu hỏi chấm ấy. Này đây. I don't know what should I do now. Yeah. Mẹ ơi con xin lỗi ngày xưa học hành nó không đến nơi đến chốn. Không sao đâu chị ạ. Mình có thể làm được mà chị. Mẹ mà có nhìn thấy những nét vẽ này của con thì con xin lỗi. Mọi người tập trung thế. Không có, tại em được push với thuốc. Thì cái bức tranh này em chỉ cần dùng 2 giây để vẽ cái hình chính và 40 giây còn lại để vẽ cái ba dấu hỏi chấm. Một chiều buồn lăng thang bước trên con đường lặng nhìn mùa thu qua lá rơi bên thềm. Sao mọi người có thể vẽ nhanh như thế được nhỉ? Em vẽ hết một cả ngày một ngày trời luôn rồi đây. Chắc gì mọi người dễ đẹp đâu. Không vậy. Cái điểm nhấn của hình này là ba dấu hỏi chấm. Họ vẽ thật sự. Rồi, chúng ta còn 2 round nữa thôi. Là được xem tác phẩm của từng người một rồi. Ẩn ẩn tên đi được không? Không. Oh no. Ơ oh. Xong rồi này. Nhưng mà nãy giờ là mình chưa nhìn thấy cái từ của mình được vẽ luôn đấy nhá. Hay là... Từ chị đặt là chị sẽ không vẽ. Ồ à. Anh mới phát hiện ra là để cái chuột nó nhạy quá vẽ rất khó. À, ừ. Ồ, chuột, thế hả anh? Chuột của em nhạy quá này. Để giảm bớt cái đấy đi. Giảm bớt cái nhạy đi thì nó vẽ dễ hơn. Nhảy trái gì giống như đồ đạn dữ vậy trời. Quen vẽ cái này lắm. Ôi, thời gian quá ngắn. Làm sao để mình vẽ được bây giờ nhỉ? Chắc càng ngày thời gian nó càng chậm đi ấy nhỉ? Giống như thời gian nhanh hơn đấy chị ạ. Ờ, không vẽ được luôn. Lộn rồi. Ừ, này mới đúng này. Này đúng không? Ôi, không được rồi. Quá nhanh. Đấy, đấy là xong.
Sao vậy, nhìn nó hơi không thấy cái hạt. Trái này bị hư rồi. Xin lỗi, ai phải vẽ bức tranh của tôi, phải đoán bức tranh của tôi. Quên nữa. Đây thì vẫn phải có cái này nữa. Lâu lắm rồi không thấy cái này luôn đấy. Tôi chỉ ăn thôi, tôi quên mất mẹ vỏ của nó rồi. Đây là cái gì? Mà mỗi lần nhìn thấy một tấm hình mới là giống như... Ôi, đây. Cái này thì mình không biết vẽ rồi, cái này là cái gì ta? Cuối cùng rồi đó. Cái này là cái này đúng không? Cái này không phải là vẽ, cái này là đoán. Ê, đoán đấy nghĩa là gì để ghi biết ra đây đúng không? Ừ nhờ, nhập mô tả của bạn về cảnh này ở đây đúng không? À, đây là đoán đấy đúng không? Cái này đúng không? Nào, đoán thôi. Ơ kìa. Anh Long, tôi xem kết quả anh Long. Đâu, cho xem thử nào. Ôi mẹ ơi, toát mồ hôi luôn đấy. Album của Long Mập quan tỏa què là sao? Thề luôn đấy, thề luôn đấy. Con tê hả? Thề luôn, con chó què. Thế con này có què đâu, con này không què rồi đâu. Từ bức hình này là nó thay đổi hết mọi cục diện. Mèo ạ, thề ạ. Ơ kìa, thành con khác rồi này. Nó biến lên con gì này? Con gì đây? Trời ơi, xong rồi. Con gặp luôn rồi. Con báo hả? Thấy con mèo mẹ. Không, thành con mèo. Mèo ma, con mèo ma. Sao biến lên con mèo luôn rồi? Gâu mà, alo. Từ đâu hốp là biến thành là con mèo đó. Chắc lẽ thành con mèo tam thể luôn. Ừ, sao rồi nó biến thành con mèo tam thể luôn. Trời ơi. Oh no, con mèo. Chị Yugi nó lại là chị phải dễ cái máu vô cái chân đó. Đâu nhở? Nhưng mà đây thì tao ghi con gâu ẩn hoi rồi thành con mèo rồi. Trống. Nhưng mà sao lại ghi như thế này? Nó đâu đúng đâu. Xin lỗi. Mèo tam thể. Vẽ nhầm cái tai của nó thành con mèo đấy. Không sao hết. Ai thì cũng phải trải qua thôi. Con gì đấy? Con mèo trèo cây dừa. Ok. Kìa. Không có con nào cả. Ở kìa có chữ mèo kìa. Ok, bước này hợp lý. Nó rồi xong. Rồi xong. Con này con gì? Anh vẽ giống con đấy. Ừ. Mất tiêu con mèo luôn. Nó mất tiêu mèo rồi. Mèo luôn. Đâu con mèo đâu. Ok, con này con gì? Tao bảo ba. Ok, con khỉ. Rồi xong. Hết cười rồi con khỉ. Từ bước này là mọi thứ thay đổi. Ông biết mà, con khỉ mà, alo. Đấy, con này là con gì? Mình vẽ con này này. Cay thế nhờ, oh no, my god. Không biết là con gì nữa. Em vẽ xong đi. Ôi mọi người, nó là con mèo mà. Cái là con gì? Ơ kìa, đấy. Ô, về lại con mèo này. Đâu? Đây, con kia con mèo rồi. Ơ kìa, cây dừa thôi. Con mèo đâu? Mặt trời luôn. Chạy dừa. Ok. Đúng hốp thật sự. Con kiến. Không có con nào là con kiến cả mà. Thôi xong con kiến. Thạch con sâu rồi. Con sâu mà. Nó biết là con sâu rồi. Sao mà con sâu được gối vậy? Nó là con sâu mà. Ok, ở đây đâu phải là con kiến. Con sâu là mất chân. Oh no. Ấy Yuri thấy con sâu rồi này. Em cũng biết hẳn con sâu mà. Con sâu mà đúng không? Ôi con kiến của tôi. Ok, có phải con kiến không? Ủa, ai muốn vẽ cái con sâu trên cái lá gì hả chú Đôn? Chú vẽ con kiến trên cái lá là sao? Nè, bước đầu là vẽ con kiến nha. Và mấy người sau cũng hiểu là vẽ con kiến nha. Đâu, con sâu mà. Ok, con này còn ăn luôn. Ôi, đúng không? Vẽ đẹp đấy. Con dễ con kiến mà.
kìa. Ôi ăn lá luôn. Thành cái lá luôn kìa. Con kiến này lạ quá. Trời ơi. Rồi, rồi bỏ luôn con kiến rồi biết thành con sâu rồi. Rồi không đoán luôn. À bấm rút người công trình rồi. Đâu có sâu. Cười é. Trời ơi. Con heo. Ờ đúng. Con heo là chắc đúng này, con heo là dễ này. Dễ nhất nè. Chẳng, chẳng lẽ lại không phải là con heo. Đấy. Biến từ con kiến thành con heo luôn là sao? À mọi người. Đây là con heo. Đây là con heo. Ôi. Cười nhếch mép. Con này là cười chất cơ à. Đấy vẫn là con heo nhá. Thôi không thể nào là con khác được đúng không? Đầm 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 đầm. Cú tia thế nhở. Chỉ cần cái mũi là con ra con heo rồi. Đúng 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 đúng. Ui con này xịn luôn. Ui đúng là Leonardo Da Vinci. Con này đầu tư vậy. Ui như vậy. Nè đấy à. Ok. Cái này là con heo lưng gù hả? Ok. Ôi dồi. Trời ơi mình mập chưa? Vẽ con heo gầy thế. Ở đây nó về lại kích cỡ rồi. Con gì anh Long? Đầu hốp nó đã đưa lại rồi. Ơ đúng. Sao lại không? Sao anh Long anh chậm cảm ấy. Khẩu súng AK. Ủa là khẩu nào vậy? À có súng AK này. Ủa? Sâu của em no. Kính SKS rồi. Trời ơi em nhìn mãi mới ra khẩu AK. Ủa sao thành SKS rồi? SKS này. SKS của AUG. Có giảm thanh luôn kìa. Trời ơi tại sao mình lại thành cái súng nước vậy? Sao biết là súng lục vậy? Chị sẽ nói mọi người, cái súng của chị nó không giống cái súng đâu. Quên nó đi được không? Che đi. Không. Che đi. Che lại đi. Alo không. Súng lục lại. Cái gì bằng chiếu. Oh no. Chiếu. Chiếu. Oh no. Dấu bằng nữa kìa, dấu bằng thì sẽ chiếu. Không đâu. Ở đây, về AK. Ơ kìa, giỏi vậy. Về AK. Ơ kìa. Hay chưa. Ơ kìa. Mình vậy. Sao mà pha đó có thể về AK được hay vậy nè. Không biết nữa luôn. Mày xem rất giỏi chứ đâu. Đã đã ôi xuyên chắc luôn. Cái này là đấu đỉnh vậy. Cái này là đấu bậc đảo này. Ủa. Ok. Okay. Bùi Linh bị thoát. Bùi Linh bị thoát. Chùm nho. Chùm nào là chùm nho? Chùm nào? Có chùm nho hả? À là cái bãi nôn vậy. Trời ơi. Ủa? Câu này nó dễ vô trách nhiệm không? Ủa? Đó từ đây từ đây. Đây bãi nôn từ đây rồi đây. Em bảo nhìn không biết là cái gì mà. Cứu tôi. Thì cô không hiểu là cái gì không á. Lúc sau ai còn thêm chấm 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 chấm. Ai thêm cái chấm ấy. Ơ kìa. Quả gì đấy cá tím là chúng. Ôi trời, tôi nghĩ cá tím thiệt á. Thì ai vẽ quả táo sau em. Trước em vẽ quả táo cơ. Ơ em cũng. Ơ kìa. Ơ thì là hai cái à. À. Chấm đi rồi. Đây rồi. Ông hiểu là cái gì vẽ theo. Đấy, vậy giống y hệt mà, trời ơi, không thề, không sai lệch luôn. Úi trời ơi, lại 10 điểm. Đây rồi. Sao ta biết thành củ khoai lang? Đây, nhưng mà ít ra là cái... Mà... Ơ kìa, thanh long luôn. Củ thanh long luôn kìa, trời ơi. Khẳng định luôn. Thề đấy. Đấy. Thì Zuri cho vẽ gì đây? Rồi hổ quá. Nó có hạt mà. Nó hạt mà. Rồi không hạt mẹ. Dầu không hạt mà. Người ta ăn, người ta thích dầu không hạt cực luôn. Ở kìa, ai vẽ hạt? Ai mà vẽ hạt đấy? Thật, người ta đã vẽ không hạt rồi, còn tiếp tục có hạt vào. Ơ kìa. Hẳn là dầu tết. Oh no. Ăn không hạt chưa? Không biết là nào có hạt hết rồi, xong cuối cùng nó còn một miếng dưa hấu nhỏ xíu à. Từ một quả trở thành một mẫu thôi. Oh no. Nó nhỏ từ từ vậy. Không có bờ. Này mấy đứa. Đó okay, to. Ok đấy, chú lại còn cắn một miếng nữa. Con là full hạt luôn chú ơi. Oh no. Quả dưa không hạt của tôi. Đừng. Dưa hấu không hạt. Dưa hấu không hạt ý ăn ngon lắm. Nhưng mà ai cũng vẽ có hạt hết đây. Thế nó mới đẻo chứ. Con kìa, con này còn đã to hạt nhỏ kìa. Đúng.
thiếu không mình hạt thôi. Thiếu không hạt thôi. Đúng rồi. Rồi gì đây? À, cái đó rồi, mình cũng có vẽ cái xe đạp đấy, chắc là đúng rồi. Cái này dễ. Oh. Wow, album vẽ đỉnh đấy à? Yeah. Nhanh gọn đấy nha. Ơ kìa, lại còn vẽ sóng nhiệt nữa, đỉnh vậy. Ơ kìa, lại cũng y hệt. Thì nhìn ra được cái xe đạp là đúng chứ còn gì nữa. Ờ. Em nhìn từ cái anten đấy. Xe đạp như thủ công đấy nha. Đấy, cái đầu từ. Cái đầu đỏ là cái gì vậy? Yên xe. Xe đó. À, đầu tư này, đầu tư này. Đạp luôn á. Đấy, yên đâu luôn. Ui, nó ngon nhiều tích. Ui, xe này xịn đấy, xe đạp. Thọc nào luôn. Đúng, vẫn xe đạp. Nhưng mà mọi người để cái xe đạp này là cái mà cái phiên bản mà giá cơ bản với lại phiên bản giá nâng cao đó, nó giống như là hai thế giới luôn á. Cát bọt thiệt. Ôi. Ôi. Ui. Cái gì vậy? Xe đạp mẫu giáo. Đó thấy không? Đấy, vẫn là xe đạp, Chị thật sự. Trái cây à. Rồi xong. Cái gì là trái đào rồi. Nó là trái mà chú. Trái. Trái mà. Cũng người thêm, cần thì cũng người thêm cái lá. Ôi, cái lá là sai rồi đó. Cherry đúng rồi nè. Đây rồi. Đấy, bỏ lá rồi. Bỏ lá rồi mày thế. Em đấy, mà có cái này á. Đây đâu hút. Đây quả là chua rồi. Rồi xong đấy. Mọi thứ đều là từ no hope. No hope luôn. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Quả gì đây? Quả cam bị mụn. Đang màu đỏ vẫn thành màu cam luôn rồi chơi. Quả cam là quả cam rồi. Cam có bộ đồ đen. Quả cam bị mụn rồi. Oh no. Ơ kìa. Mấy cái này đơn giản thế mà mọi người đã biết rất là một quả khác được hay được chứ. Ồ. Rồi đó. Từ lúc có thành quả cam là không hề sai luôn nhá, điêu nhỉ? Ơ kìa. Ủa chứ không lẽ giờ nói nó là trái cherry? Chai nước. Không, chú nghĩ cái chai nước này là vì ra mùa xuân hoa được. Là vì em. Là vì à, ra thế. Dễ mà. Đúng đúng đúng. Đó. Yo. Aqua. Aqua luôn. Nói là Aqua luôn à. Là vì em thành Aqua luôn. Ơ thì sao lúc cuối của con vẫn là Navi nhỉ? Không, lát nó đổi lại thành Coca mấy kia. Cái gì vậy? Aqua Fida nước lọc. Nước lọc hồ. Lọc nè. Nước lọc hồ. Ơ. Ơ. Ơ đấy, Navi này. Vẫn là Navi à. Navi em. Em. Em thấy càng về sau giống chai rượu hơn là chai nước ấy. Đâu? Giống chai nước mà. Của chị Yuri ấy. Đấy rồi. Đúng rồi. Vẫn là chai nước 10 điểm. Ê nếu mà à, cô. Sao vậy? Đấy thấy không? Ô kìa. Cái này dễ hơi đỉnh luôn á. Cái này rồi xong, xong nó biết vẽ nó thành. Ô kìa. Xong nó biết vẽ là em vẽ mới đúng nè. Em vẽ mới đúng nè. Ơ, vẽ vậy không nè. Em còn nhìn theo chị Ali để em vẽ lên. Đúng rồi. Ơi. Hơi sai sai nhở. Đây, nó tóc màu hồng rồi, không phải là Ali rồi. Cái ghế màu hồng, cái tóc màu trắng. Mà quá, quá tóc. Rồi. Ủa, A cơ mà. Đây là người mà. Yêu Ali rồi, người yêu A cơ rồi. Rồi, mất luôn con người luôn. Ok, ở đây rồi, con mèo để tao vẽ cái này này. Thì đấy, mất người luôn, mất tiêu luôn. Không hiểu, không hiểu. Cái này mà ra được cũng đỉnh lắm luôn á. Thật đấy, khó nhở? Ờ, tưởng streamer cơ. Dựa trên này chúng ta biết được là cái ghế nó có sức mạnh hơn. Cô biết. Ghế chiến thắng ghế đêm hình đấy. Cô biết đấy, mất tiêu. Mất tiêu rồi. Ủa con chó nào ấy nhở? Chó không thấy. Không thấy con chó nào luôn đấy. Con chó nào? Đây mà là con chó hả?
bảo sao này nó lạ lạ. Thêm một con nữa biến thành con mèo. À, đây rồi. Trời ơi. Còn có sức mạnh biến tất cả mọi thứ. Đây nó có thêm mọi. Ok. Chuyện này được bỏ hết mà. Gì đây? Rồi. Không hề có con chó nào ở đây cả. Không có con chó. Không có con. Nè, bây giờ chú nói nè, đến cuối mà vẽ ra được lại con chó là chịu gì chú cũng chịu. Đến mức này rồi thì làm sao thấy con chó được? Không thể. Chuông mà. Ôi sao chú vẽ đẹp thế? Ừ, tê vậy. Mà xin lỗi chú. Oh no, cho em con Doraemon này đi được không? Oh no. Mấy Doraemon luôn. Đấy, con tiếng hóa là con mèo rồi. Con chó thì con kìa, lại con mèo. Bây giờ con mèo vẽ ra con chó. Ơ đấy. Chẳng lẽ lại thành con chó, không thể đúng không? À đây, cái con bụng đen để thề mình không hiểu tại sao con này đó lại bụng đen luôn ạ. À. Thế là mình lại cũng phải vẽ bụng đen, cay thật đấy. Xong rồi, à, con này em vẽ thành con khác luôn rồi. À, Ly vẽ là con sắt. À, đúng rồi. Rồi, mất tiêu luôn. Ơ kìa. Em gì? Okay. Trời ơi. Con này con gì? Ở đâu? Trời ơi. Ở kia chú. Trời ơi, cô có thể luôn. Tôi cứ thảm trời chép rồi chú ơi. Gì chứ? Covid. Trong một chiều buồn. Ở kia, thảm đẹp vậy. Đúng vậy, thảm. Trời ơi. Album nè, album nè. Trời ơi, cười kính sang đây rồi, cười kính sang đây rồi. Hình như lục đúng không? Ôi, mọi người à. Sao còn? Chắc là bị GTA nữa vậy? Oh god. Sao thích cầu lục rồi? Sao nhưng mà kết quả của nó bấy bất ngờ cơ. Quỳnh Linh bị thoát đi. Đau hàm quá mọi người. Trời ơi. Không. Nó thành một thứ khác rồi. Thành cái gì? Mọi người à. Không. Là chị Ruri. Chị xin lỗi. Chị đoán. Nhưng mà chị đoán nó lạ lắm. Chờ tôi chúng ta xem thành quả. Đó là chị đoán cái gì đó. Máy xay sinh tố hay cái gì đấy. Đâu lạ lắm mọi người à. Ủa? Mọi người, đây này, càng ngày nó càng khác rồi mọi người à. Mọi người, đây này. Thành cái ống nhỏ tao bích rồi. Cái gì? Alo. Tôi qua bà lại còn X8. What? Sao mọi người được rồi. Cứ gọt bớt nó đi vậy. Trò này trầm cảm quá, không được rồi. Lại nhá. Tốn mana. Ôi tốn mana lắm. Thở.